anh em đang đấu những cặp loa Bomi, những cặp loa lời 210 để trả các bác. Đấy, tranh thủ buổi sáng sớm đóng liên tục rồi. Những quả trầm, những quả trầm, hai quả trầm, một quả JB, một quả Calip sẽ đóng trả các bác. Đấy, các bác chốt rất là nhanh những sản phẩm toàn hàng xịn sò các bạn. Liên tục vào đây, những cặp loa lời ao kinh này này sẽ đóng trả các bác 7 đôi nữa nhé. Liên tục các bạn, rất là nhanh. Các bác đã chốt và một số bác đã chốt như con đẩy nền vang của BMB kia. Hình như có 4 chiếc. Đấy, 4 chiếc đẩy nền vang kia sẽ lau dọn đóng trả các bác. Và 2 chiếc B3 nữa. Liên tục các bác nhá. Hàng bên em đi liên tục. Bên trong này là cặp bâu 301, cặp loa em bán xả. Đấy, thanh lý với cái giá hơn 5 triệu, siêu rẻ luôn các bạn. Và em test thử là đây là cặp loa bâu nhá, 301 chứ không phải 601 đâu nhá, mà đưa chất âm như này. Các bác đừng lầm tưởng em đang test 601 nhá. Đấy, 301 thôi mà nó rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào, cảm ơn các bác nhé.